Chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, đại diện vụ giáo dục dân tộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có cuộc làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Yên nhằm khảo sát thực trạng năng lực của cán bộ quản lý giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú về công tác chủ nhiệm trong đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời gian tới. Tại cuộc làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Yên thông tin tình hình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện năm học 2022-2023. Theo đó, huyện Phú Yên hiện có 35 cơ sở giáo dục có học sinh tiểu học và trung học cơ sở, trong đó một trường phổ thông dân tộc nội trú và 4 trường phổ thông dân tộc bán trú và 9 trường phổ thông có học sinh bán trú. Thời gian qua, công tác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới được ngành giáo dục huyện Phú Yên triển khai hiệu quả, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, thực chất. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên cơ bản đủ về số lượng và chất lượng, có chuyên môn. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đều có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, nhất là đối với học sinh bán trú. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tập trung trao đổi với ngành giáo dục huyện Phú Yên về thực trạng công tác chủ nhiệm lớp cũng như năng lực quản lý công tác chủ nhiệm, năng lực của giáo viên tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn huyện trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông. Đoàn công tác của vụ Giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn trong thời gian tới, ngành giáo dục huyện Phú Yên tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và củng cố an ninh quốc phòng ở miền núi vùng dân tộc thiểu số